quý vị và các bạn cùng theo dõi những tin tức đáng chú ý ngày hôm nay. Trong bối cảnh căng thẳng tiếp tục tăng cao tại Trung Đông, cuộc xung đột giữa Israel và Hamas đã chuẩn bị bước sang tháng thứ 11 và chưa có dấu hiệu đạt được một thỏa thuận ngừng bắn. Israel tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công vào Gaza, khiến số lượng người Palestine bị thương vong tăng mạnh. Cụ thể, trong ngày 4 tháng 8, các cuộc không kích của Israel vào hai trường học ở thành phố Gaza đã khiến ít nhất 30 người thiệt mạng. Theo Cơ quan Phòng vệ Dân sự Gaza, các cuộc không kích vào hai trường học Hassan Salameh và Anat tại thành phố Gaza diễn ra ngày 4 tháng 8 đã khiến ít nhất 30 người Palestine thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Phần lớn những người bị thương vong là phụ nữ và trẻ em. Dựa trên số liệu do các cơ quan liên quan tại Gaza công bố trước đó, trong vòng một tháng qua đã có ít nhất 11 trường học tại Gaza bị tấn công khiến khoảng 150 người thiệt mạng. Các trường học hiện là nơi trú ẩn của người Palestine phải rời bỏ nhà cửa do cuộc xung đột đang diễn ra tại Gaza. Quân đội Israel đã nhiều lần cáo buộc Hamas sử dụng các cơ sở dân sự làm trung tâm chỉ huy, che giấu các chiến binh và thực hiện các vụ tấn công. Tuy nhiên, Hamas phủ nhận cáo buộc này. Theo Cơ quan Y tế Gaza, kể từ khi xảy ra xung đột Israel-Hamas, đã có 39.583 người Palestine thiệt mạng và 91.398 người khác bị thương. Còn theo thống kê của Liên Hợp Quốc, cuộc xung đột đã khiến 2/3 tòa nhà tại Gaza bị phá hủy hoặc hư hại. Ngày 4 tháng 8, lực lượng phòng vệ Israel IDF thông báo đã tiêu diệt Ismail Nofo, thành viên của phong trào Hamas của Palestine. Theo IDF, Ismail Nofo chịu trách nhiệm thực hiện các vụ phóng tên lửa vào lãnh thổ Israel và tham gia vào vụ tấn công Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023. Thông báo của IDF cũng cho biết, trong ngày qua, không quân Israel đã tấn công khoảng 50 mục tiêu trên khắp dải Gaza, bao gồm các nhóm Hamas, công trình quân sự, trạm quan sát và cơ sở hạ tầng của phong trào Hamas. Trước đó, ngày 3 tháng 8, kênh truyền thông của phong trào Hồi giáo Hamas cho biết Israel đã tiến hành một cuộc không kích vào một xe chở các tay súng ở bờ Tây bị chiếm đóng, làm chỉ huy lữ đoàn thực hầm của Hamas và 4 binh lính khác thiệt mạng. IDF đang tiến hành chiến dịch kiểm soát tại Gaza để trả đũa vụ tấn công của Hamas vào miền nam Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023. Đến nay, chiến dịch tấn công của Israel ở Gaza đã khiến tổng cộng khoảng 39.550 người thiệt mạng. Truyền thông Israel ngày 4 tháng 8 đưa tin, phái đoàn ngoại giao nước này đã trở về nước sau các cuộc thảo luận về lệnh ngừng bắn ở Gaza và trao đổi tù nhân với các nhà trung gian Ai Cập tại thủ đô Cairo. Phía Israel cáo buộc phong trào Hamas là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại của các cuộc đàm phán. Phái đoàn ngoại giao Israel do Giám đốc Cơ quan Tình báo Mossad David Bania và Giám đốc Cơ quan An ninh Israel ISA Ronen Bar dẫn đầu đã trở về từ Cairo sau cuộc hội đàm với các nhà hòa giải về vấn đề trả tự do cho các con tin đang bị giam giữ ở Gaza. Ông Dmitry Genderman, cố vấn của Văn phòng Thủ tướng Israel, trong một tuyên bố nêu rõ phong trào Hamas là nguyên nhân chính gây ra tình trạng thiếu tiến triển trong những cuộc đàm phán tại Ai Cập. Ông Genderman khẳng định phía Israel không đưa ra yêu sách hay đòi hỏi mới trong những cuộc đàm phán, tuy nhiên Hamas đang cố gắng bổ sung hàng chục điểm sửa đổi vào dự thảo thỏa thuận được đưa ra hồi tháng 5. Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng đã tuyên bố khẳng định tiếp tục tuân thủ những điều kiện cơ bản đối với an ninh theo kế hoạch, đồng thời ưu tiên có được hành động phóng thích càng nhiều con tin còn sống càng tốt trong giai đoạn 1. Trước đó, nhiều hãng truyền thông cũng đưa tin các cuộc đàm phán về trao đổi con tin và lệnh ngừng bắn ở Gaza diễn ra tại Ai Cập đã không đạt được đột phá và rơi vào bế tắc. Đây là phái đoàn đầu tiên của Israel đến thăm Ai Cập kể từ sau vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh tại thủ đô Tehran của Iran vào ngày 31 tháng 7. Hamas đã cáo buộc Israel thực hiện vụ ám sát, tuy nhiên phía Israel không phủ nhận cũng không xác nhận sự liên quan của mình. Vụ ám sát này cũng gây lo ngại sẽ làm chệch hướng các nỗ lực đảm bảo lệnh ngừng bắn ở Gaza. Hãng tin Axios ngày 2 tháng 8 cho biết, dù Mỹ vẫn khẳng định sẽ bảo vệ Israel trước mối đe dọa từ Iran và các lực lượng do Tehran ủy nhiệm, nhưng Tổng thống Joe Biden đã vô cùng tức giận với Thủ tướng Benjamin Netanyahu trong cuộc điện đàm ngày 1 tháng 8. Các quan chức Mỹ tiết lộ rằng ông Biden là người chủ động gọi điện trước và yêu cầu ông Netanyahu phải hạ nhiệt căng thẳng và ngay lập tức tiến hành một thỏa thuận ngừng bắn với Hamas. Phía Mỹ tỏ ra không hài lòng vì Israel đã giấu kế hoạch ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh, cho rằng việc này sẽ làm ảnh hưởng lớn tới thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza. Tổng thống Biden cảnh báo rằng Mỹ sẽ dừng trợ giúp Israel nếu căng thẳng ở Trung Đông tiếp tục leo thang.
Về phía Tel Aviv, văn phòng Thủ tướng Israel nói rằng ông Netanyahu cảm kích sự hỗ trợ của Mỹ, nhưng các quyết định được đưa ra nhằm bảo vệ lợi ích an ninh của Israel. Ngày 3 tháng 8, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC công bố kết quả điều tra cho biết thủ lĩnh chính trị phong trào Hamas Ismail Haniyeh thiệt mạng bởi một đầu đạn tầm ngắn chứa khoảng 7kg thuốc nổ được phóng từ bên ngoài nhằm vào nhà khách nơi ông cư trú ở Tehran. Thông báo cũng một lần nữa đề cập hành động đáp trả mạnh mẽ của Tehran vào một thời điểm thích hợp. Trong khi đó, tờ New York Times Mỹ cùng ngày đưa tin Iran đã bắt giữ hơn 20 người trong cuộc điều tra vụ tấn công trên. Trong số những người bị bắt giữ có các sĩ quan tình báo cấp cao, sĩ quan quân đội và nhân viên nhà khách do IRGC quản lý tại thủ đô Tehran, nơi xảy ra vụ tấn công. Cũng trong ngày 3 tháng 8, phong trào Hamas cho biết đã khởi động tiến trình tham vấn rộng rãi trong giới lãnh đạo và các tổ chức của lực lượng này để chọn ra một nhà lãnh đạo mới thay thế cho thủ lĩnh Ismail Haniyeh vừa bị ám sát tại Iran. Theo Hamas, mặc dù một số nhà lãnh đạo của phong trào này bị sát hại trong nhiều thập niên qua, song Hamas đã nhanh chóng lựa chọn những phương án thay thế theo các quy định của tổ chức. Các nhóm điều hành của Hamas và cơ quan tham vấn chính Sura đang tiếp tục công việc và sẽ công bố kết quả tham vấn sau khi quá trình này hoàn tất. Ba quan chức Mỹ nói, chính quyền của Tổng thống Joe Biden tin Iran sẽ tấn công Israel trong vài ngày tới để trả đũa vụ ám sát thủ lĩnh chính trị của Hamas Ismail Haniyeh tại Tehran hồi đầu tuần này. Hãng tin Axios dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết, họ đoán rằng bất kỳ một cuộc trả đũa nào của Iran sẽ chống lại cuộc tấn công Israel vào ngày 13 tháng 4, nhưng với quy mô lớn hơn và có thể có sự tham gia của nhóm Hezbollah ở Liban. Thủ lĩnh chính trị của nhóm Hamas, Ismail Haniyeh, đã bị ám sát vào ngày 31 tháng 7 khi đang ở thủ đô Iran để dự lễ nhậm chức của Tổng thống Iran. Hamas, nhóm quân có trụ sở tại Gaza cho biết, ông Haniyeh bị tấn công bằng tên lửa vào nơi ở tại Tehran. Tuy nhiên, tờ New York Times lại cho hay, vụ ám sát được thực hiện bằng một thiết bị nổ được đặt bên trong nơi nghỉ của thủ lĩnh Hamas. Cả Hamas và Iran đều đổ lỗi cho Israel về vụ tấn công và thề sẽ trả thù. Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố rằng nhiệm vụ của Tehran là trả thù cho vụ ám sát của ông Haniyeh và trừng phạt nghiêm khắc Israel sau vụ ám sát. Iran cũng tuyên bố rằng Mỹ sẽ phải chịu một phần trách nhiệm về vụ tấn công này vì Washington đã ủng hộ và đồng lõa với Israel. Israel không xác nhận cũng không phủ nhận trách nhiệm về vụ ám sát, trong khi Mỹ khẳng định rằng không biết và không tham gia. Sau tuyên bố của Iran, Cố vấn Truyền thông An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết Mỹ sẵn sàng chuyển nguồn lực đến Trung Đông nếu cần. Ông Kirby hôm mùng 2 tháng 8 đã nói với hãng tin CNN rằng Mỹ luôn tài đánh giá tình hình lực lượng ở Trung Đông để đảm bảo rằng có đủ những gì cần thiết để bảo vệ chính mình, quân đội, cơ sở của chúng tôi, cũng như bảo vệ đồng minh và các đối tác, chẳng hạn như Israel. Trong cuộc gọi với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vào ngày mùng 1 tháng 8, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Joe Biden tái khẳng định cam kết của mình đối với an ninh của Israel trước mọi mối đe dọa từ Iran, bao gồm các nhóm quân ủy nhiệm Hamas, Hezbollah và Houthi. Ông Kirby cho biết, sự hỗ trợ của Mỹ có thể dưới hình thức quân sự và khí tài trong khu vực. Theo một hãng tin của Anh, quan chức cấp cao của Iran sẽ họp với các đồng minh từ Liban, Iraq và Yemen tại Tehran để thảo luận về khả năng trả đũa Israel. Thủ lĩnh chính trị của Hamas đã được an táng tại thành phố Lusail, phía bắc của thủ đô Doha của Qatar. Ngày 3 tháng 8, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cho biết thủ lĩnh chính trị của Hamas, ông Ismail Haniyeh đã bị ám sát bằng một đầu đạn tầm ngắn chứa khoảng 7kg thuốc nổ. Cụ thể, trong thông báo đưa ra vào ngày 3 tháng 8, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC cho biết vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh tại thủ đô Tehran ngày 31 tháng 7 được tiến hành bằng cách phóng một đầu đạn tầm ngắn chứa khoảng 7kg thuốc nổ từ bên ngoài khu vực nhà khách gây ra vụ nổ lớn. Tuy nhiên, IRGC cũng không nói rõ chủng loại tên lửa cũng như tầm bắn của nó. Đây là thông báo chính thức đầu tiên của Iran về nguyên nhân gây ra vụ nổ khiến ông Haniyeh, thủ lĩnh chính trị của Hamas thiệt mạng tại nhà khách ở ngoài ô Tehran, khi ông tới đây dự lễ nhậm chức của tân tổng thống Iran. Israel không xác nhận cũng không phủ nhận việc đứng sau vụ ám sát thủ lĩnh Hamas, trong khi Iran và Hamas đều tuyên bố sẽ trả thù. Trong khi đó, tờ New York Times đưa tin, Iran đã bắt giữ hơn 20 cá nhân liên quan đến vụ ám sát ông Haniyeh. Những người bị bắt giữ bao gồm sĩ quan tình báo cấp cao, quan chức quân sự và nhân viên của nhà khách nơi xảy ra vụ ám sát. Mới đây, các nguồn tin tình báo phương Tây đã tiết lộ với Sky News tiếng Ả Rập rằng họ có bằng chứng cho thấy Iran chuẩn bị kế hoạch tấn công Israel vào ngày Tisa B'Av để đáp trả vụ ám sát lãnh đạo Hamas Ismail Haniyeh.
lễ Tisa B'Av diễn ra từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 8. Vào ngày lễ thường niên này, người Do Thái than khóc về việc ngôi đền thứ nhất và thứ hai bị phá hủy. Họ thường ăn chay, than khóc và thực hành nghi lễ chối bỏ bản thân. Cuộc tấn công của Iran được cho là sẽ có sự phối hợp với lực lượng Hezbollah ở Liban. Ba nguồn tin nói với báo New York Times rằng Iran đã lên kế hoạch tấn công đáp trả. Trong bài đăng trên mạng xã hội X, đại giáo chủ Iran Ali Khamenei đã tuyên bố, sau sự kiện bi thảm, cay đắng xảy ra trong biên giới của Cộng hòa Hồi giáo, chúng ta có nhiệm vụ phải trả thù. Bài viết của New York Times nhấn mạnh, việc Iran chọn tấn công vào ngày lễ Tisa B'Av để gây tổn thương cho Israel cả về tâm lý và cảm xúc. Các quốc gia và lực lượng đối đầu trước đây cũng chọn cách tấn công vào ngày lễ của người Do Thái, như vụ tấn công của Hamas vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái, diễn ra vào ngày lễ Simchat Torah, cũng là ngày tưởng niệm chiến tranh Yom Kippur vào năm 1973. Một lý do nữa khiến Iran tấn công vào ngày lễ sắp tới là thời điểm này có thể khiến Israel bất ngờ khi các lực lượng an ninh bận rộn với nghi lễ tôn giáo của riêng họ. Ngày 2 tháng 8, ông Ismail Haniyeh, lãnh đạo cấp cao của Hamas, được chôn cất tại Qatar. Người kế nhiệm ông tuyên bố trước đám đông đến đưa tang rằng cái chết của nhà lãnh đạo này sẽ chỉ khiến lực lượng của người Palestine quyết tâm hơn trong cuộc đấu tranh chống lại Israel. Ông Haniyeh là một trong nhiều nhân vật cấp cao của Hamas bị ám sát trong suốt cuộc xung đột kéo dài hơn 10 tháng qua ở dải Gaza. Việc ông bị ám sát ở Iran đang gây lo ngại lớn về nguy cơ xung đột sẽ lan rộng khắp Trung Đông. Ông Haniyeh được chôn cất tại một nghĩa trang ở thành phố Lucerne sau lễ tang tại nhà thờ Hồi giáo ở thủ đô Doha của Qatar. Linh cữu của ông được phủ cờ Palestine và đưa diễu hành qua đám đông vài trăm người cùng với quan tài vệ sĩ của ông, người cũng đã thiệt mạng trong vụ tấn công ở Tehran diễn ra vào ngày 31 tháng 7. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của Báo Việt 5net. Xin chào và hẹn gặp lại!